kính nhờ thầy Linh. Sinh năm này, giờ sinh không nhớ, cha mẹ nhớ khoảng rạng sáng rõ. Đi xem tử vi các thầy dần Mão Thìn, thầy tử vi Nam Định kiểm tra 3 giờ trên với sự kiện chính xảy ra trong quá khứ. Cuối cùng tôi thấy giờ dần phù hợp với kết quả, vì vậy chọn giờ dần để xem lá số. Nhiều bạn cũng hỏi tôi về lấy ngày sinh để xem lá số ấy. Thì thực ra trước đây tôi cũng có làm clip phân tích rồi. Bản chất mọi thứ nó đơn giản thôi các bạn. Trước khi có cái trường phái tứ trụ năm tháng ngày giờ thì có cái trường phái người ta xem ba trụ thôi, năm tháng ngày trụ giờ. Thì đúng là về lý thuyết thì nó giúp các bạn phân tích chi tiết hơn, cụ thể hơn, nhưng như tôi có nói rồi, nó có nhiều trường phái. Nếu các bạn theo truyền thống, các bạn chỉ phân tích để cho biết, nghiên cứu về cuộc đời mình, thì các bạn có thể cần có giờ, gọi là phân tích cho biết cho vui thôi. Thì vì thực tế là nhiều thứ nó thay đổi mà, các bạn quyết tâm thay đổi cải vận thì nó cũng thay đổi, nên là hơn nữa cái giờ đấy nó chỉ giúp bạn xem về tiểu vận hàng năm. Mà tiểu vận hàng năm thì cái tốt cái xấu nó lặp đi lặp lại, các bạn hình dung không? Tháng này tốt tháng kia xấu, tháng này tốt tháng kia xấu, nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Các bạn xem nó không giải quyết nhiều cái vấn đề. Mà tôi theo cái trường phái cải vận, có nghĩa là thay đổi cuộc đời, thì mình theo cái trường phái thay đổi của thời, nghĩa là mình tác động hoàn toàn được vào lá số, nên là cái giờ nó lại không quan trọng các bạn nhé. Các bạn có ngày sinh là dương lịch là xem được rồi. Tất nhiên có người bảo nhớ âm lịch, thì âm lịch thì tôi lại đổi sang dương lịch thôi. Mọi thứ vẫn phải đổi về dương lịch để lấy cái cơ sở để chúng ta xem, rồi lúc đấy mới đổi sang cái tiết khí. Chứ từ âm lịch để sang tiết khí thì nó vẫn đổi được, đúng không? Về tính toán lập trình vẫn được, nhưng nó mất thời gian và nó không quy chuẩn. Còn về quy chuẩn tính toán là cứ đúng ngày sinh dương lịch để quy đổi sang tiết khí rồi tính toán. Nên là có ngày sinh là được, có giờ thì nó cụ thể hơn một chút thôi, nó không đến nỗi quá quan trọng. Nếu các bạn như tôi có nói rồi, chỉ quan trọng với cái người muốn xem phân tích cuộc đời thôi. Còn tôi cái trường phái lá số cải vận thì nó chả có giá trị gì cả. Mình quyết tâm mình cải vận thì cái thông tin đấy nó không còn quan trọng nữa. Cái thứ hai mà nhiều người cứ thắc mắc là bố mẹ không nhớ rõ với ngày sinh, tôi vẫn bảo là lấy thông tin trên căn cước công dân là được. Các bạn lấy một thông tin chính thống thôi để bắt thông tin, và từ đấy khai quang cuộc đời bạn theo đúng một cái thôi. Các bạn đừng băn khoăn nhiều. Các bạn băn khoăn nhiều thì cuộc sống của bạn nó cũng sẽ như thế. Bản thân khí trong người bạn nó cũng vậy. Tức là bạn đã không biết về lá số rồi thì bạn cứ quan tâm cái ngày bố mẹ nhớ láng máng với cái ngày trên căn cước công dân là cái gì. Tại vì bản thân những cái thông tin trên căn cước công dân nó đã ảnh hưởng tác động đến cuộc sống của mình, đúng không? Mọi thứ nó tác động rồi thì mình theo trường phái cải vận, mình theo căn cước công dân là nó vẫn kết nối, nó vẫn kết nối khí với mình và nó vẫn thay đổi cuộc đời mình. Chứ bạn cứ băn khoăn vào một cái không chính xác làm cái gì, đúng không? Giống như trong cuộc đời bạn có hai con đường để lựa chọn thì bạn phải chọn một con đường để bạn đi. Chứ bạn cứ băn khoăn không biết đi đường nào thì không bao giờ tới đích. Bạn cứ đứng ở ngã ba đường. Mà cái câu chính xác của nó hình như là băn khoăn giữa hai dòng nước, đúng không? Chọn một dòng hay để nước cuốn trôi. Thì cuộc đời mình cũng thế thôi, lá số cũng vậy. Bạn chọn theo một thứ và thay đổi cái lá số, thay đổi cuộc đời theo cái thứ đó thôi. Nếu bạn quyết tâm chọn theo ngày bố mẹ nhớ thì bạn chọn theo bố mẹ nhớ. Bạn quyết chọn theo căn cước công dân thì bạn theo căn cước công dân. Tuy nhiên lời khuyên của tôi là theo căn cước công dân, vì mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của bạn liên quan đến căn cước công dân. Bây giờ người ta hỏi thông tin là, hoặc những cái thứ giấy tờ bạn phải điền là bạn tay bạn chép ngày sinh của bạn là như thế này, thì nó cũng tác động đến bạn, tác động đến cái tư duy của bạn, đúng không? Bây giờ tự nhiên tay bạn chép điền tờ khai bằng cái này, đầu bạn nghĩ đến cái khác, thì mọi thứ khí trong người nó mông lung. Bạn đi xin visa bạn phải chép theo căn cước công dân, đúng không? Phải chép theo hộ chiếu, tức là mọi thông tin mình phải đồng nhất thì cuộc sống nó mới chính khí, nó mới ổn định. Chứ mình cứ làm cái này đầu nghĩ cái kia thì không bao giờ. Cuộc sống cũng thế mà, cái lá số nó cũng vậy. Bạn cứ lấy đúng căn cước công dân, bạn xem lá số để cải vận là được rồi. Tại vì nguyên tắc của tôi là đi theo trường phái cải vận, chứ tôi không theo cái trường phái đoán để giải quyết cái tò mò nhân sinh. Giải quyết tò mò nhân sinh thì các bạn bây giờ trên mạng nhiều phần mềm lắm, các bạn cứ bấm vào nó ra giải quyết một đống luôn. Nhưng cái đấy nó không giải quyết cho bạn hóa giải, nó chỉ giải đáp cái tò mò, thì giải quyết làm cái gì. Mình đi theo cái cải vận, mình lấy đúng một thông tin thôi, lấy đúng thông tin căn cước công dân hàng ngày. Mình kiểu gì các bạn giấy tờ các bạn chả phải điền, đúng không? Chẳng nhẽ mỗi thứ giấy tờ nó mỗi lúc điền một thứ,
mình điền đúng một thứ thôi, chứ đừng suy nghĩ nhiều, mình chốt cô nào mình chốt cô đấy thôi, đúng không? Cứ băn khoăn nhiều làm cái gì, chốt một thứ làm theo thì cuộc đời bạn sẽ thay đổi, nhất là theo cái trường phái của bạn. Bạn làm đúng một thứ thôi, lấy đúng một thông số, xong sau đấy xem thông căn thông gốc không. Nếu mà thông căn thông gốc yếu, thân yếu, hóa giải để vượng lên, khí nó vượng trong người, cái nội lực mình nó mạnh lên thì làm mọi thứ nó mới tốt, đúng không? Nếu mà nội lực yếu, thân yếu, lúc nào cũng làm cũng nghi ngờ, cũng do dự, cũng băn khoăn thì nó ảnh hưởng mọi thứ. Mình xong rồi, xong thông căn thông gốc rồi, mình đến xem ngũ hành mình thiếu hụt quá, mình phải bổ sung nó vào, đúng không? Thì cũng có bạn cũng hỏi là mua xe theo cái gì, thì tôi cũng phân tích rất nhiều rồi. Có hai thứ để bạn theo, một là bạn theo cái ngũ hành thiếu, nhưng cái đấy chủ yếu nó ảnh hưởng đến sức khỏe cái bên trong của mình thôi. Còn cái có hai loại dụng thần mà, dụng thần ngũ hành thiếu là cái cơ bản, nó ảnh hưởng đến sức khỏe cơ bản của mình, thì mình bổ sung với nhau. Bổ sung thì dùng một cái linh phù thôi, không cần những cái gì khác. Bạn có thể dùng đá quý các thứ để nó hỗ trợ, nhưng mà cái quan trọng hơn cái dụng thần thứ hai mà tôi nói là cái kích theo sinh cơ ấy, là hai thứ khác nhau nhá. Hai thứ khác nhau hoàn toàn, các bạn đừng đánh đồng vào với nhau. Cũng giống như tôi nói trong huyền không ấy, có những thứ nó khác nhau, các bạn đừng đánh đồng vào với nhau. Các bạn chọn xe theo ngũ hành thiếu, các bạn đặt tên theo ngũ hành thiếu thông thường cũng được, nhưng các bạn muốn chuyên sâu hơn, bạn muốn cải vận hơn, bạn dùng cái ngũ hành gì, ngũ hành của cái sinh cơ cải vận, có nghĩa là mình xem trong lá số, mình xem trong đại vận cái gì quan trọng, mình kích tài hay mình kích quan, tức là kích ấn, đúng không? Ví dụ mình muốn định hướng con mình hoặc bản thân mình đi theo con đường quan chức thì mình tập trung vào kích quan ấn, thì cái quan ấn đấy nó là cái ngũ hành gì thì bạn đổi tất cả theo cái đấy, đúng không? Vì nó liên quan đến sự nghiệp, liên quan đến cuộc đời, nó khác với cái ngũ hành thiếu, thì lúc đấy bạn mua xe là mua xe theo cái quan ấn đấy, chứ bạn mua theo cái xe ngũ hành thông thường vẫn được, nhưng nó không giúp ích gì nhiều cho bạn. Các bạn hình dung không? Nó không giúp ích gì nhiều cho bạn. Nên thực ra cái này nói nhiều cứ phải đi phân tích so sánh, nó là hai thứ khác nhau, các bạn không lôi ghép vào với nhau. Nên ví dụ các bạn làm sinh cơ cải vận thì bạn có thể lấy cái linh phù ngũ hành thiếu, bạn cho luôn vào cái sinh cơ cải vận đấy, nó cũng không xung khắc với nhau, vì hai thứ nó khác nhau, nó không liên quan gì với nhau cả. Hoặc như tôi nói là thông thường sinh cơ cải vận là để kích cái tài của bạn lên, tại vì là cái tài có ba vấn đề. Thứ nhất là nhiều người tài ẩn, có nghĩa là còn không có tài kiếm tiền, còn không có tiền, đúng không? Nó ẩn mất rồi thì mình phải kích nó lên, chứ mình không kích lên thì làm sao kiếm được tiền. Thì kích nó lên là kích bằng sinh cơ là một này, thứ hai là linh phù để cho nó mạnh hơn, ví dụ trung quỳ này, ngài trung quỳ là chuyên về cái kinh doanh kiếm tiền ở bên ngoài, đúng không? Hoặc là cửu lộ thần tài là kiếm tiền theo kiểu bạn là công chức nhà nước, xong mở kho tài lộc là cái lộc âm này, đúng không? Và cái thứ ba nữa là tam tài thông tứ trụ, là thông cái tứ trụ, tại vì cái tứ trụ của bạn đang ẩn mà tài đang ẩn thì phải có linh phù để thông nó lên, kích khí nó lên, giống cái thông căn thông gốc là cái nội lực của bạn, thì cái thông tứ trụ kia là giúp bạn kích cái khí tài ẩn hoặc là tài yếu nó lên. Thì đầu tiên là cái tài ẩn này, cái thứ hai là cứ trong cái đại vận của bạn có tài nhưng mà tài của nó không vượng. Nói không vượng thì các bạn không hình dung, nên là tôi vẽ thêm cái sơ đồ để các bạn hình dung là nhiều người nếu mà cái tài của bạn mà nó dưới 45, có nghĩa là nó bình bình, đúng không? Từ 0 đến 45 nó bình bình, có nghĩa là lúc được lúc không, lúc kiếm được lúc không. Còn nếu các bạn là không, dưới 0 nữa, có nghĩa là kiếm được bao nhiêu là mất bấy nhiêu, tại vì nó âm mà, bản chất cái tài âm, có nghĩa là kiếm không được, kiếm bao nhiêu là tiêu bấy nhiêu, kiếm cứ vào là hết, vào là hết, thì đấy là tài nó không vượng nhưng mà theo cái chỉ số là nó âm. Trong cái đồ hình ấy, thì màu đỏ là cái đường về lý thuyết đấy, còn cái màu vàng là cái thực tế là do cái thông căn thân yếu rồi các yếu tố nó làm cho cái cuộc đời của bạn nó bị tụt xuống. Nên người nào thân vượng ít nhất là trên 2, đúng không, thì nó mới đẩy được cái đường vàng, nó kéo sát vào đường đỏ, là đường vàng trùng với đường đỏ, khi cái thân của bạn rất là vượng nó mới đẩy được trùng với đường đỏ đấy, còn không là nó cứ rớt ở dưới đường yếu này này. Thì ví dụ tài của bạn ở dưới 0 ấy, bạn kiếm gì cũng không được thì bạn phải kích nó lên, chứ không kiếm được đồng nào là để mất đồng đấy, như vào nhà trống thì đúng như gió vào nhà trống, vào là mất hút luôn, đi làm suốt ngày chả thấy tiền đâu. Cái trường hợp thứ ba, tài vượng vẫn cần kích. Tại sao tài vượng tôi nói vẫn cần kích? Vì thực ra trong cái lá số của bạn có vượng tài, giả sử có vượng tài là tốt rồi, nhưng nó chỉ có 10 năm thôi, đúng không? 10 năm thì rất ít người may mắn nó đúng cái giai đoạn kiếm ăn trong cuộc đời, ví dụ 30 đến 50, 60 chẳng hạn đi nữa. Thì nếu bạn tài vượng ở trong cái lĩnh vực đấy thì giai đoạn đấy nó rất tốt,
Nhưng mà có phải ai cũng được đâu, có người không đến 10 tuổi nó vượng tài, vượng lúc đấy thì kiếm tiền kiểu gì, không thể kiếm được tiền thì hết cái đại vận đấy thì nó hết rồi, làm sao kiếm được nữa, nên là vẫn phải cần kéo nó dài hơn. Hay là với cái người nhiều khi tài đến 70 đến 80 mới vượng tài thì tự nhiên là cả đời vất vả xong đến cuối đời mới có ít tiền thì giải quyết vấn đề gì, đúng không? Nhiều khi các cụ lại bảo là giống cái kiểu trẻ không chơi già thành tật, thì thực ra là không phải đâu, là chủ yếu là vì hồi trẻ người ta không có điều kiện ăn chơi ăn uống thì già quá, nhiều khi người ta thấy cuộc đời không ăn chơi lại không có ý nghĩa gì đó, thế là người ta mới phung phí, rồi người ta mới chơi bời lấn sâu vào những cái thứ không tốt, đúng không? Thà thời trẻ thanh niên trai tráng khỏe mạnh các bạn chơi bời rồi sau đấy các bạn hối hận, các bạn làm lại cuộc đời nó tốt hơn nhiều so với cái người mà hồi trẻ chỉn chu chu nhưng sau đấy thấy cuộc đời nó vô nghĩa quá, cuối cùng tự nhiên về già đổ đốn. Các bạn thấy hình dung không? Vì nhiều người ta không định hình về được cái cuộc đời nên là từ nhỏ đến lớn rất là quy củ, rất lễ phép, rất phép tắc, nhưng về già tự nhiên là hỏng bét hết, vì tự nhiên người ta thấy là người ta cố gắng mãi nó chả giải quyết được vấn đề gì. Nên là nhìn nhận nhân sinh đời người, nếu mà nhìn không thấu đáo, nhìn không thấu triệt thì người ta sẽ có những cái nước đi, đúng không, những tính toán sai lầm. Nên quan trọng nhất trong là số không mỗi là cái ngày sinh để xem cho biết đâu. Tôi không theo cái trường phái xem cho biết, vì thực ra sau nhiều năm mình thấy là nó không giải quyết được cái vấn đề gì. Mình xem cho biết xong mình lại phải thay đổi theo cái đại vận, hoặc là theo trước đây tôi dạy cái tứ trụ là bạn phải tìm ra cái dụng thần. Mình mất rất nhiều công sức tìm ra, nhưng mà tìm ra thì nó không giải quyết được vấn đề gì, vì mình theo cái dụng thần đấy thì nó chỉ nâng cấp hơn so với cái ngũ hành thiếu, chứ nó không giải quyết được vấn đề nhân sinh. Nên sau đấy tôi mới vứt bỏ, khi mình tay trắng đấy mình mới quyết tâm mình vứt bỏ, mình theo trường phái cái vận thì nó thay đổi hoàn toàn luôn các bạn. Nó thay đổi hoàn toàn trong 3 năm thay đổi hoàn toàn luôn. Tuy nhiên là các bạn phải làm quyết liệt được như tôi cơ. Các bạn thay đổi sinh cơ gửi vận xong, không chỉ mình sinh cơ gửi vận đơn thuần mà mình thay đổi quyết liệt, đến tôi mọi thứ tôi còn vứt bỏ, đúng không? Mọi thứ mình đang, trước là nếu mà theo bình thường mình đang làm cái màu đỏ thì bây giờ mình chuyển sang màu vàng là tôi vứt hết luôn. Những cái gì màu đỏ bỏ hết, mình thay đổi sang màu vàng hết, tức là mình làm quyết liệt, mệnh vận quyết liệt để thay đổi. Xong đến phong thủy các bạn cũng phải làm để cho khí nó hỗ trợ tốt hơn, đúng không? Mình làm tốt mọi thứ thì lúc đấy là cuộc đời nó vào guồng, nó thay đổi rất là tốt. Thậm chí là như tôi có nói là bình thường ấy, tại vì tôi cũng đang dạy cho cái cậu mà lập trình cho tôi cái đường này, cậu cũng thắc mắc về cái chuyện ví dụ giữa hai vợ chồng xung khắc, đúng không? Thì thông thường hai vợ chồng nhá, về lý thuyết là ngũ hành xung khắc là cũng xung khắc rồi. Cái thứ hai mình chưa nói đến cái phong thủy ở cái chỗ giường ngủ có tốt hay không, nhưng mà hai vợ chồng ví dụ đang đại vận này đang ok, nhưng mà sang một cái đại vận sau, tự nhiên là đại vận của người vợ sang một cái đại vận sau thì cái đại vận đấy nó xung khắc với ngũ hành, xung khắc với người chồng, thế là tự nhiên hai vợ chồng cũng xung khắc với nhau. Các bạn dự hình đúng không? Nên nếu mà theo cái lá số thông thường ấy, cuộc đời của bạn nó sẽ bất định, tức là cứ 10 năm nó bị thay đổi, mà 10 năm nó bị thay đổi, mà nếu bạn không làm sinh cơ gửi vận là cứ 10 năm nay thay đổi thì 10 năm đang tốt, nhưng mà không có nghĩa là cứ 10 năm nhé. Tại vì có thể bạn là giai đoạn số 1 trong 10 năm nhưng mà chồng bạn đang giai đoạn thứ 5, đúng không? Đại vận mỗi người một khác mà, do cái khởi đại vận, do cái năm sinh nữa. Gia đình đang êm ấm, tự nhiên là ngũ hành của hai người xung khắc với nhau, thế là suốt ngày tranh chấp cãi vã rồi mâu thuẫn, rồi người này nói thế này, người nói kia thế kia, đấy là do đại vận. Nhưng mà nếu các bạn cứ theo cái lý thuyết truyền thống thì suốt ngày xung đột mà các bạn không giải quyết được, nên là mình phải theo cái giải pháp sinh cơ gửi vận. Sinh cơ gửi vận là mình fix cố định cái cuộc đời mình, lá số mình vào một thứ thôi, vào một thứ là gì, đúng không? Mình cải vận vào một cái gì mạnh nhất, mình tập trung vào nó, thì là hai vợ chồng phải tương sinh với nhau, đúng không? Ít nhất là giống nhau hoặc tương sinh với nhau thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, sau đấy tôi mới nói là các bạn muốn chi tiết hơn thì bạn xem cả nhà, ví dụ là bạn phân định ra. Nhưng tất nhiên cái này chỉ dành cho ai đã chốt là mình đẻ, ví dụ đẻ hai đứa hoặc đẻ ba đứa, mình chốt mình không đẻ nữa thì mình mới đưa ra cái giải pháp tổng thể, đúng không? Là con mình như thế này, mình như thế này, vợ mình như thế này, tức là mình cải vận để chốt cái ngũ hạnh của những thành viên trong gia đình, cả đời nó như vậy. Thì lúc đấy thứ nhất là thành viên trong gia đình không xung khắc, thứ hai là nghề nghiệp chuyển hướng theo, đúng không? Còn nếu mà ví dụ bạn chưa lập gia đình thì bạn làm một thứ, ví dụ bạn kích tài, hoặc là có người thì bảo là muốn kích nghề nghiệp thôi, nhưng mà kích nghề nghiệp không mà bạn tài bạn vẫn ẩn, bạn không kích lên, thì có nghĩa là có thể là cái công việc của bạn nó thuận lợi hơn, nhiều khách hơn, nhưng mà có khi tài nó cũng không lên, tại vì là bạn chưa kích tài. Các bạn hình dung không? Nên là không phải câu chuyện là em muốn cứ theo nghề nghiệp, em cứ theo chứng khoán, không, nó không phải vấn đề. Bạn không kích tài lên thì nó không có tiền tài, thì lúc
lúc đấy lại bảo là tại sao em không thấy tiền, đúng không? Nó nhiều thứ, mình do mình kích cái gì, mình kích nghề nghiệp không, nó rất nhiều khách nhưng lại không thấy tiền đâu, thì bạn phải kích tài. Nên là nền móng khi làm sinh tư giải vận là với cá nhân ưu tiên kích tài lộc, với người đã có gia đình mà không muốn, không sinh thêm con nữa, mình chốt 2 đứa 3 đứa chẳng hạn, thì lúc đấy mình tập trung xem mà mình đứa con này đi theo cái nào, đứa con này đi theo cái nào, vợ chồng như thế nào, thì lúc đấy mình chốt thì nó mới không có những cái xung khắc. Còn nếu bạn không chốt thì bạn không cải vận, thì có nghĩa là cứ 10 năm mỗi người trong cái biến động 10 năm đấy, mà 4 thành viên trong nhà nó có phải 10 năm giống nhau đâu. Tự nhiên vào cái năm này có một người đổi đại vận thì tự nhiên là những cái ngũ hành nó khác nhau, đúng không? Nên nó sẽ tạo ra những cái xung đột, nên đấy mới là cái cải vận. Và quay lại vấn đề chính là cải vận thì các bạn chỉ cần một thông số thôi, một thông số theo căn cước công dân là được, các bạn không cần phải nghĩ ngợi bố nhớ thế này, mẹ nhớ thế này, đúng không? Tại vì có thể bố một nhớ thế này, bố hai nhớ thế kia, mình cứ theo đúng một thông tin căn cước công dân là được rồi, là các bạn sử dụng được, xem là số được, và quan trọng là cải vận được. Đấy là cái quan trọng nhất. Chia sẻ ngoài lề nhá, ngay cả bản thân tôi kích tốt rồi, ví dụ ngay cả cái năng lượng tôi kích màu vàng, tôi dùng linh phù tốt rồi, hổ phách kết hợp rất là tốt rồi. Mình muốn tốt hơn, đúng không? Mình muốn tốt hơn thì ví dụ tôi đặt mua cái hổ phách này, trước là tôi đeo ngài trung quỷ ở đây, thì đúng cái tuần tôi đeo ngài trung quỷ ở đây thì tự nhiên tôi bị viêm cái cơ tay, nó đau này các bạn, đau. Thế là mình lúc đấy mình không biết là do mình đeo ở tay này bị, hay là đợt đấy mình cũng làm bàn phím nhiều thì tư thế nó không đúng. Tại vì là tư thế không đúng vì cái chỗ ngồi mình đang tiết kiệm ngồi nó cũng không đúng tư thế thật, tại vì bản thân là mình đang muốn bán nhà đi nên mình không muốn đầu tư bàn ghế cho nó đàng hoàng. Đấy, nên là với trong cuộc sống cái gì mà nó không ổn định nó ảnh hưởng, ví dụ mình chưa xác định cái ngồi đấy là nó ảnh hưởng, thì viêm cái khớp tay nó đau đau này này, thế là tôi mới bỏ ra cái ngài trung quỷ đấy, bây giờ tôi làm ở cái túi đeo bỏ ra, và sau tôi day bấm mất 1-2 tuần nó hết thì tôi mới dùng sang cái vòng tay này. Đấy, mình cũng mất mấy triệu mua cái vòng tay này rồi nhưng mà về vẫn thấy nó nhẹ, vẫn thấy chưa ưng. Bây giờ tôi đặt một cái 20 mình đặt gấp mấy lần thế này, to hơn, dày hơn, tôi yêu cầu làm dày gấp rưỡi, to hơn nữa, tức là mình muốn nó năng lượng mạnh hơn và nhìn nó đẹp hơn nữa, tức là chọn cái viên đẹp để làm. Đấy thì 1-2 tuần nữa mình về, tức là mình tốt rồi, mình vẫn muốn tốt nữa, tốt làm sao trong cái phạm vi tối đa mình gọi là chịu tải được, là mình vẫn cố gắng đầu tư, chứ không chỉ đơn thuần là nhiều khi bạn nghĩ là làm xong rồi sao. Sinh cơ gửi vận không thuần túy có nghĩa là bạn làm sinh cơ xong là bạn cứ ngồi chơi, có tiền bạn vẫn phải đầu tư, đúng không? Mình đầu tư vào công việc cho nó cải thiện hơn, ví dụ như tôi nói là tôi phải cải thiện toàn bộ quy trình để nó tự động hóa, mình cũng phải chịu khó để cho nó trải nghiệm khách hàng tốt hơn, mình cũng nhẹ nhàng hơn chẳng hạn, đúng không? Mình phải đầu tư cải thiện các thứ để cho nó hoàn chỉnh hơn thì lúc đấy nó mới thuận lợi hơn, chứ không chỉ là mình làm xong mình ngồi chơi. Bình thường cái này là nhìn cũng rất ok rồi, đẹp, vàng, đúng màu sở thích, nhưng mà bản thân hổ phách nó nhẹ, mình thấy nó nhẹ với nó nhỏ, mặc dù tay tôi cũng nhỏ, tôi muốn to hơn, năng lượng mạnh hơn. Đấy, nhiều khi mình muốn tốt hơn chẳng hạn thì mình phải như thế, mình thay đổi lá số xong mình phải thay đổi nhiều thứ để cho nó kết hợp, nó mạnh lên, mạnh lên rồi tốt nhất, đúng không? Chứ không thuần túy mỗi là cải vận rồi mình ngồi chơi là phải sau khi bạn đổi mệnh vận này, bạn làm phong thủy cho nó tốt hơn này, xong sau đấy với những người mà như tôi hướng dẫn cái bước thứ tư, có lẽ tôi sẽ làm một cái clip riêng. Mình thay đổi mệnh vận này, mình thay đổi phong thủy xong rồi, có nghĩa là môi trường xung quanh cũng tốt rồi, chính khí trong người tốt rồi, gia đình ổn rồi, phong thủy là ổn rồi, thì lúc đấy là mình điều chỉnh nốt cả sự nghiệp, đúng không? Điều chỉnh nốt sự nghiệp để làm sao nó vận hành hiệu quả nhất mà đỡ tốn công nhất, thì đấy là mình sang cái bước thứ tư là để tự do tài chính. Thì lúc đấy là ngồi chơi đúng nghĩa, thì bạn phải nỗ lực như vậy, tức là thay đổi đầy đủ các bước, thay đổi cả cái cách làm, đúng không? Số phận nó thay đổi một cách triệt để nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.